chào cậu. Chào bác. Cuối cùng bác phải tới đây rồi sao? Tôi tới để nói với cậu là hãy rời xa con gái tôi đi. Cái gì? Rời xa con gái của bác à? Đúng. Cậu và nó là người của hai thế giới, không có hợp chỗ đâu, không thể ở cùng một chỗ được. Tiền nè, cầm lấy đi, 50 triệu. 50 triệu này mà muốn tôi phải rời xa gái của bác à? Không bao giờ. Vậy chứ cậu muốn bao nhiêu tiền? Đơn giản thôi, 100 triệu. Cầm lấy đi. Cái gì đây? Vàng cục. Tại sao nó không đưa tiền cho tôi mà đưa vàng cục của tôi là sao? Tôi đã nói với cậu rồi, nhà tôi không còn đủ tiền mặt. Có nguyên cục vàng đó, lấy đi. Trị giá 200 triệu đó. 200 triệu? Tôi nói vậy, tôi chỉ cần 100 triệu thôi, tôi nói bác rồi. 100 triệu thôi chứ không cần 200 triệu. Bác có biết làm cái hành động này là sỉ nhục tôi không? Hả? Tôi là bắt cóc. Bắt cóc biết không? Đi đây. 100 triệu đó. 100 triệu hả? Ừ. Con gái, đi về. Cha, bỏ chói cho con. Ủa, tôi hứa 100 triệu mà nó làm như đồ chơi cái bể bạc ra chạy. Cầm lấy số tiền đó đi, tôi đi về. Trời ơi, sao ngu quá vậy? Sao ngu? Trời ơi, cha tôi đưa cho ông 200 triệu mà ông trả lại 100 triệu, ông lấy có 100 triệu chạy. Trời ơi, con người tôi phải đàng hoàng chứ. Bà nói với tôi là 100 triệu thôi làm chia đôi đúng không, đứa 50 triệu. Giờ tôi lấy 200 triệu mà chia tôi 50 và lấy 150 rồi sao? Đâu ngu. Trời ơi, ngu, ông ngu thiệt luôn á. 200 triệu á thì tôi 100, ông 100. 300 tôi 100. Ừ. Hứa không? Hứa. Chắc nha. Ừ. Ok. Khoan đã. Hai người làm gì nhìn nhau dữ vậy? Trời, người ta đi. Bởi vì người ta tâm linh tương thông. Anh ở đó mà tâm linh tương thông một mình đi. Con gái, mình đi về. Đứng lại. Sao anh trói con gái tôi nữa vậy? Không biết à. Bây giờ tôi không muốn lấy 100 triệu nữa, mà tôi muốn lấy 200 triệu. Nè. Cái gì? Con phải bắt cóc, muốn nói gì thì nói. Tại sao hồi nãy đưa không chịu cầm luôn đi? Con bị đặt từ chối bây giờ còn đòi thêm. Hồi nãy chưa suy nghĩ ra, bây giờ suy nghĩ ra. Ông có trả không? 200 triệu. Được. Tôi trả cho cậu. Đủ 200 triệu. Con gái, mình đi về. Dạ. Ủa cha, cha cầm túi gì vậy? Trong túi này là có 200 triệu. 200 triệu hả cha? Sao cha đem nhiều tiền vậy? Đem theo phòng hờ, rủ nó có đòi nữa mình có tiền mình xoay chứ con. Đi. À. Ê. Trong túi chà tôi có 200 triệu lần á. Đúng rồi. Ừ. 200 triệu? Ừ. Trời ơi, sao nói sớm? Hốt được. Đâu, ok. Đứng lại. Tôi biết hết rồi. Đưa luôn 200 triệu cho cái vali cho tôi. Sao cậu biết trong vali của tôi có 200 triệu? Tôi nói rồi mà, tâm linh tương thông. Tôi có thể biết được hết tất cả những gì trong người ông. Đưa cho tôi cho lên. Tôi trói gái của ông lại. Bắt cóc gái của ông, ông có được không? Ông đưa không? Được. Cầm lấy đi. Đi con. Cha thấy không? Sáng giờ nè, nó chối con đi một lần, hai lần, chối hoài vậy đó. Nè, nhìn tóc tai con như vậy nè. Hồi sáng hả, trời nó đẹp biết bao nhiêu mà bây giờ nó nè. Nè, cha thấy không? Tóc bù xù vậy nè. Làm sao dám ra đường đây? Trời ơi, thì bây giờ tóc hư thì mình làm lại rồi, cho đẹp ra đường, có gì đâu. Trời đất ơi, ai hỏi ông? Tôi hỏi cha tôi mà. Thôi, được rồi. Bây giờ con làm tóc lại đi. Đẹp đẽ rồi mình ra đường. Dạ, vậy nha cha. Ừ. Tóc kẹp tăm. Well, I've been roaming way too long. I've been singing the same old song. Without you, without you. And I've been chasing the sun too long. Sick and tired of waking up alone. I need you, I need you. I tell myself I need something new. But just do that. Yeah.
I've been running way too long. I've been singing the same old song. Without you, without you. And I've been chasing the sun too long. Sick and tired of waking up alone. I need you, I need you. I tell myself I need something new. But just do that. Chiếc kẹp xinh xắn này, bạn có thể thiết kế rất nhiều kiểu tóc duyên dáng phù hợp với mình. Chắc chắn rồi, bạn sẽ trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn ở các bữa tiệc đấy. Cha cha, cho thấy tóc con đẹp chưa? Rồi giờ sao? À, dạ, thì giờ đi về nha. Về nhà nào? À, thì về nhà con với cha. Không, nhà bánh đây nè, nhà con đây nè. Ủa là sao? Cô chứ còn tưởng tôi khùng hả? Bày đặt dễ mô, thông đồng bắt cóc tống tiền hả? Tôi đâu có điên, tiền đó, bây giờ tôi chính thức đuổi cô ra khỏi nhà. Con ở lại đây với thằng ăn cướp luôn đi. À, cha, cha, không được, cha đuổi cô với cha. Em. Ủa, rồi cuối cùng công cốc không có tiền gì hết hả? Giờ cái vali mày đưa là 200 triệu. Giờ cái vali mày lấy lại.